Nay Lưu Lo Tép lại vào hướng dẫn kỹ thuật cho anh em nhá. Cái chủ đề hôm nay thì sẽ giới thiệu cho anh em về những cái trường hợp anh em hay gặp, đó là tép kêu bé tí, kêu tí ti. Thì hôm nay mình đang thử cho anh em một cái đôi này 600k đây. Đôi này hôm nay mình sẽ bóc tách ra, mình chỉ chạy thử mỗi loa tép không thôi. Đấy, đang chạy con đẩy 24 sò. Đấy, đang nối với âm ly. Đấy, âm ly xuống đẩy 24 sò. Mình đang test thử cái đôi tép 600k. Đấy nhá. Đấy, tép kêu bé tí, kêu tí ti. Đấy, mình chỉ cho anh em nó tại sao nó bị ở đâu. Tép kêu bé tí không phải do lo tép, không phải do đẩy, mà là do mạch xử lý bát tép của bộ dàn. Đấy, hôm nay mình ghép âm ly với đẩy thì mạch xử lý bát tép của bộ dàn nó nằm ở đây. Đấy, các nút chỉnh đây. Đấy, mình sẽ vặn thử cho anh em xem nhé. Đây, giả dụ như là mình sẽ can thiệp vào cái giải tép đây để xem ở bên kia nó thay đổi như nào nhé. Đấy, anh em thấy không? Đấy, rất nhiều, có một cơ số anh em, dù anh em có vặn những cái nút giải tép này lên hết cỡ và cái nút volume này gần hết cỡ mà tép cũng không ra nổi. Đấy là do cái âm ly của chúng ta giải tần cực hẹp, nó gọi là âm ly ly. Đấy, thì là nó sẽ không bao giờ mà ok được. Đấy, anh em muốn hay thì phải có âm ly ngon, vang ngon. Có một cơ số anh em thì ghép âm ly với đẩy, rất nhiều anh em lại ghép đẩy với vang, thì mạch xử lý bát tép của bộ dàn nó nằm ở vang. Đấy, các nút chỉnh nhá. Đấy, nên là tép kêu bé tí, kêu tí ti không phải do loa tép, mà là do âm ly của người ta lì, cái giải tần cực hẹp thì sẽ không bao giờ mà ok được. Dù anh em có là đánh cả đôi 1,5 triệu, đôi 1 triệu thì cũng thế thôi. Đấy nhá, hôm nay mình sẽ bóc tách ra cho anh em xem. Anh em mình chỉ đấu mỗi loa tép không thôi để cho anh em dễ phân tích. Đấy nhá. Đấy, đây là cái đôi 600k. Đấy. Có nhiều anh em về tép không ra nổi. Đấy là nó bị can thiệp tín hiệu từ đây. Đấy, hoặc là ở vang. Đấy, chứ không phải do đẩy, chứ không phải do loa anh em nhá. Đấy, tập trung vào mạch xử lý bát tép, có chuẩn hay không thì tép mới kêu to và hay gấp đôi được. Đấy, ở cái mạch này mà bị thiếu giải tần thì tép nó sẽ kêu bé tí, kêu tí ti. Hoặc là ở cái tầng này vang nâng này, âm ly này, đấy, mà bị méo tín hiệu thì cái bóng đèn nó sẽ sáng ngay lập tức. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không được phép sáng mới gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn, giải tần nhá. Còn bóng đèn bị sáng là dấu hiệu của dây giải tép. Đấy, nên là nó sẽ chất âm của bộ dàn chúng ta không ok được. Không sáng mới ok, mà bị sáng là dấu hiệu của trung phang và tép rồi. Nó lỗi là do mạch phối ghép từ âm ly vang nâng của chúng ta. Đấy, mình chạy mỗi tép không rồi cho anh em dễ phát hiện nhá. Đấy, số điện thoại mình đây. Tép kêu bé tí, kêu tí ti không phải do loa tép, mà do âm ly của dàn chúng ta thiếu giải tần. Đấy anh em nhá, do chúng ta phối ghép âm ly vang để nó bị hao giải tần, hoặc là chúng ta tép mà bị rè thô tiếng này, bóng đèn sáng lê lét là do dấu hiệu của chúng ta phối ghép nó chỉ bị xô lệch tín hiệu
chung tép phang nhau lẫn lộn, gọi là méo tín hiệu, và dày giải tép thì không có chất âm ok được. Nên khuyên anh em phải có âm ly chuẩn, vang chuẩn thì mới nhạc ok được, thì mới nét được anh em nhá. Âm ly vang chuẩn thì nó rất ok, còn âm ly lì vang lì thì tép kêu bé tí kêu tí tí. Đấy, một cái nguyên tắc rất cơ bản. Đấy, tạm biệt anh em nhá.